Không, một cái đúng một cái nữa thôi mà bây giờ mẹ mới khi được gặp em thì không tuần nay mẹ làm được nghỉ được hôm mẹ mình đi du lịch thế thôi đúng một cái không. Đúng một cái nữa không, không. Một cái không, nữa không, thôi không, 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 không. Đúng một cái nữa xong rồi anh xong rồi mình đi ăn chứ không mẹ, đi mẹ anh làm bao nhiêu lâu nay rồi em phải nghĩ cho không, anh chứ không. Anh còn chưa có cảm giác gì tôi hỏi thật ông một câu nhá hỏi thật cái gì hôm nay ông uống thuốc đúng không uống cái gì mẹ hôm nay có tôi đúng không? Có đúng không đừng có cái không cần biết đâu nói chung là hôm nay không anh, tôi hỏi anh... ông cũng trả lời tôi ạ có đúng không thì không không. Cũng, không cần quan tâm về vấn đề cứ dùng hay không vậy không bởi vì mọi khi ông rất là yếu ông chỉ em chưa ra đến chợ ông lấy tiền rồi hôm nay chính vì cái việc mà cô hay chê tôi yếu cho nên là tôi phải luyện tập sức khỏe tôi có cái đấy chỉ là bổ trợ thôi còn không. Có lại là do kỹ năng của tôi không tôi nói chung là bây giờ chính vì ông uống là ông dạ tôi một cái rồi 3 tiếng đồng hồ rồi tôi hẳn đau hết cả người tôi không chấp nhận đâu cả nữa thôi đúng 10 phút nữa thôi là được 10... không uống thuốc còn có chuyện 10 phút thôi ông bị ngửa hơi à không một cái nữa thôi mà không chứ bây giờ mẹ ngày xưa em còn chê anh yếu xong cuối cùng em đòi bỏ anh ta đang yếu còn hơn mẹ ông dùng này để hỏng hết cả hàng cả họ hỏng rồi à? Thì anh là người em mọi thứ em như nào anh là người chịu trách nhiệm không đến lúc hỏng rồi ông bỏ tôi đi với con khác tôi không chấp nhận anh không bao giờ tôi chả tin bố con thằng nào anh hết không bao giờ bỏ em. Không tôi không nghe cơ là cục vàng của anh mà sao rồi thôi không nghe tụi này nhàm lắm rồi yên tâm anh đúng một cái nữa thôi nhá không rồi mình đi ăn một cái không mà nửa cái không nhá một phần ba cái một ba cái cũng không. Ôi, một tí thôi mà. Không đi ra kia đi. Đi ra kia đi. Anh đau hết cả người cả ngợm. Có đau gì cả thôi. Một tí. Không tẹo. Bây giờ ai mẹ nó quay cái gì vậy? Không nghịch thôi. Không từ số ok. Không một tẹo đâu. Không tẹo điểm gì cả đau lắm. Không một cái nữa ông làm cho tôi 3 tiếng nữa tôi hỏng hết cả người. Bây giờ không. Anh xong anh là phải đi làm 4 năm hôm sau gặp ai mà chịu được phải tranh thủ. Kệ anh. Bao giờ về tính tiếp. Còn nữa không ngoài nữa. Đau hết cả người rồi. Thế bây giờ hôm nay cho anh chờ một cái nữa đi. Xong tí nữa về anh không. anh mua quà cho. Anh không. Mua cho cái đôi quà giày. Quà trả bỡ. Cái giày mà hôm nọ em nói. Không tôi anh... mua rồi. Không khiến. Thì hôm nay mua cho cái khác. Không khiến. Rồi, hôm trước mua giày rồi hôm nay thì mua cho đôi dép. Không, giày dép tôi không thiếu. Đôi dép xì luôn. Không, không. Ở lại đi một đụng một không. Một tẹo một tí nhá. Một tí là được tẹo thôi. Chứ không. Em mẹ anh đau người lắm rồi. Không cố thì cố cái anh. Này rồi phải chiều cho nhiều hôm chứ. Không. Bây giờ mẹ anh đang chơi có cảm giác gì em phải cho thêm một tí đi. Đấy là yêu của anh. Không. Nhưng mà anh là yêu của em mà. Người yêu thì yêu chỉ đến đấy thôi. Hay là cô mẹ cô đi thằng nào bên ngoài rồi xong cô ông mẹ điên à? Mẹ ông mà... dã tôi vừa rồi cái rồi 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Cái lúc cũng thế. Mà tôi hỏng hết cả người à? Mà hết cả người rồi. Thôi. Không. 5 phút là ổn mà thôi thấy nhá. Không. Đúng một cái. Tôi không nói nhiều nhá. Ông mà còn đòi nữa nhá, tôi đi về để cho ông gọi là lên thì ông gọi nhá. Tôi nói rồi đấy. Thôi một tí. Không, thế rồi, tôi đi về đây. Ơi, tôi đi về đây.